Theo quyết định số 05 ngày 30 tháng 1 năm 2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắc, được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắc, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Đắk Lắc nhấn mạnh, được bổ nhiệm vào vị trí đứng đầu ngành kiểm sát địa phương là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Đồng chí Phạm Minh Tấn mong rằng với trọng trách mới được giao, đồng chí Lê Quang Tiến tiếp tục phát huy năng lực công tác, chủ động sáng tạo trong công tác quản lý điều hành, nỗ lực hơn nữa để cùng tập thể lãnh đạo đơn vị tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy chính quyền địa phương các biện pháp phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị cho tự an toàn xã hội tại địa phương. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắc, xin hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành kiểm sát đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nâng cao chất lượng công tác, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Đắk Lắk.